cả yêu nước. Cao Miền Nhân, dư âm thời chinh chiến. Cao Miền Nhân sinh quán tại Chapa, Hoàng Liên Sơn, là cựu học sinh Trưng Vương, Hà Nội. Bà di cư vào năm 1954, đầu quân chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam, thăng chức thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bà đã từng giữ chức Tổng Thư ký Trung tâm Văn Búc Tây Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 94-96. Bà đã cho xuất bản nhiều tập thơ như Hoa Sao, Thơ Mỹ, Lãng Đãng Vào Thu, Đưa Người Tình Đi Tu, Sau Cuộc Chinh Chiến và tập Bút Ký Chốn Bụi Hồng. Dòng thơ Cao Miền Nhân đã chuyên chở những tình cảm thật tha thiết và đôn hậu dành cho người tình, đặc biệt quê hương thời chinh chiến. Qua dòng thơ Cao Miền Nhân, người ta nhìn thấy thấp thoáng một nữ chiến sĩ can trường, xông pha trong lửa khói, bảo vệ tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam. Trước tiên phải nói tới những vần thơ tình thật da diết của Cao Miền Nhân. Nhà thơ đã dành cho người tình những lời thật âu yếm. Người tình ơi, sớm nay, nơi không gian giấu mặt, hồn em bỗng đắm say, bóng anh nhòa trước mắt. Em yêu anh đắm say, và anh cũng yêu em say đắm, cứ mỗi sáng lại vẽ tim em trong hồn anh ấm nắng mai. Anh vẽ trái tim em, trong lòng anh buổi sáng, mặt trời còn chưa lên, em chờ hong ấm nắng. Nhưng có đắm say, có vẽ ra trái tim thì cũng chỉ để ngắm, bởi lẽ tình yêu là vô ngôn, nói cũng bằng thừa. Nếu không thể giải nghĩa được tình yêu, thì thôi cứ im lặng mà nhấp từng ngụm tình. Đừng viết bài thơ nào cả, thơ tình thì phải vô ngôn. Dẫu cho lệ rơi ướt mà vẫn anh ngữ trì tâm hồn. Bóng anh còn ngự trị trong hồn em, nhưng vì quê hương, vì chính nghĩa dân tộc, em đành đốt thiên tình sử, hóa thân thành nữ chiến sĩ, cầm súng xông pha chiến trường. Vừa cầm bút, vừa cầm súng, tác giả đã cảm thấy dòng máu anh hùng sục sôi trong huyết quản, nhưng cũng không tránh khỏi cảm thức cô đơn hiu quạnh. Thổi làm thơ đã xa xưa, bây giờ bàn bạc như chưa biết vần. Rời trường trong nỗi phân vân, một tay cầm súng, tay cầm bút hoa. Đốt thiên tình sử vừa qua, hôm nay em viết bài ca anh hùng. Chợt nhìn ra chốn mênh mông, thấy hiu quạnh cả non sông tâm hồn. Tay cầm súng, tay cầm bút, thơ Cao Miền Nhân đã biến thành tiếng hờn chiến mã qua sông Dịch Thủy. Như thể tiếng roi phù động trên ngựa sắt tung vó, hay tiếng trống tràng thành dậy vang lung lay bóng nguyệt. Chiến mã một lần qua Dịch Thủy, bâng khuâng thương nhớ bàn đồng sông. Hình xưa kiếm khách vờn tâm trí, vô nghĩa muôn năm bóng ngựa hồng. Thế cuộc hay là non ý thép, lửa tàn ma lực dục hồi quân, bỗng tan cờ xí trên đường chiến. Sa mã cuồng quay hận kỹ nhân. Oai hùng đó, nhưng cũng nhức buốt đó, bởi lẽ người chiến sĩ đã phải đem sinh mạng treo đầu ngọn súng, và bao người đã nằm xuống trong tức tưởi khi chí tan bồng còn nguyên. Bao chiến sĩ nguyện đem thân cứu dân cứu nước, rồi cũng nhắm mắt trong tức tưởi, giờ đây biến thành tường đá nhỏ lệ nơi an nghỉ cuối cùng. Tường đá suy tư buồn nhỏ lệ, giọt sầu tan nát cả
Người ơi thà chẳng là chi cả, đỡ phải băn khoăn với đời chờ. Thế là người chiến sĩ đành từ giã cuộc chiến, có khi vĩnh viễn ra đi như tượng đá nghĩa trang, có khi còn đó như tác giả mà lòng se thắt, nhớ về đồng đội đã từng sống chết bên nhau thổi nào. Im liềm sa mã não nề, nhớ khi chinh phạt hả hê bên trời, âm vang xích động trong đời, còn theo nhau mãi những thời giao tranh. Nhớ anh, nhớ đồng đội đã từng sống chết bên nhau, Cao Mỹ Nhân cũng đã canh cánh bên lòng nỗi nhớ quê hương mờ khuất bên kia đại dương. Mang thân phận lưu vong, nhà thơ đã cảm thấy tủi thẹn cho một thời từng ôm mộng Triều Trưng, nhớ non sông, nhớ người xưa, nhớ một thời chinh chiến oai hùng. Bến cũ bờ xưa khách đời thuyền, người đi năm tháng đã an nhiên, quê hương vẫn buồn sầu bao nỗi, đất nước còn sông núi mấy triền. Tị nạn nhớ hoài tên lạc Việt, di dân quên bẵng chuyện rồng tiên, tha phương càng thẹn đời chinh chiến, bạn có cùng ta gánh tuổi phiền. Càng nhớ càng đứt ruột, nhưng vẫn phải nhớ, vì đó là quê hương, nơi đã chôn giấu bao kỷ niệm của một thời cầm bút và cầm súng, như thể gươm đàn nửa gánh non sông một chèo. Từ nỗi nhớ thương day dứt đó, tác giả bỗng cảm thấy cô đơn như kẻ độc hành nơi đất khách quê người, vắng bóng tri kỷ, ngồi đây mà tưởng nhớ quê hương mịt mù. Bến chiều bát ngát trời không, hoang lưu quá, chợt mênh mông nỗi niềm. Sông im lặng thoáng ưu phiền, bờ xa cát lỡ, chân mềm phiêu du. Độc hành viễn phố đêm thu, cành cao quả đậu mờ lu trăng tà. Giữa đường vẫn chỉ riêng ta, bâng khuâng mấy nỗi nẻo xa mịt mù. Từ cảm nghiệm cô đơn lạc lõng nơi xứ người, nhà thơ đã tìm cách buông bỏ, để cho tâm hồn lắng xuống mà trầm ngâm nhìn về ý nghĩa cuộc đời và người đời. Từ cái nhìn mang màu sắc triết lý đó, nhà thơ đã tìm thấy trong vô ngôn một giá trị vĩnh cửu, đó là tình yêu, không phải tình yêu chỉ dành cho mình, cho người yêu, cho đồng đội, mà cho tất cả vạn vật, yêu rừng, yêu người, yêu đời và yêu thơ. Phải thật tình yêu rừng mới cuộc đất trồng hoa, phải thật tình yêu người mới thích thú làm thơ, phải thật tình yêu người như rừng thương đã vỡ, phải thật tình yêu đời phải thật tình yêu đời mới quên màu quá khứ. Thật tuyệt vời, cuối mùa chinh chiến lòng còn day dứt, nhưng rốt cuộc Cao Mỹ Nhân đã tìm thấy sự an nhiên tâm hồn trong tình yêu nở hoa thơ, yêu nước, yêu đời, yêu người và yêu thơ, tất cả biến mất, chỉ còn lại thơ viết bằng chữ hoa trong vô ngôn. Anh về níu vắng tim mong, là em đã ở trong lòng hư vô. Ngô Quốc Sĩ, Hải Sơn và Minh Nguyệt tạm biệt quý thính giả, xin hẹn gặp lại trong một thi ca yêu nước lần tới. Đài Phát thanh Đáp Lời Sông
núi